Dạ. Bây giờ Thế là bây giờ ba cái chậu này nữa hả? ba chậu chị ạ. Ừ, thế mà nó bảo chậu to lắm, bây giờ Đúng mình đi rồi. xem cái đi. Như vậy bây giờ mình sẽ lấy cái thùng xốp, xong mình đặt cái thùng xốp lên, rồi mình đặt cái chậu này lên cái thùng xốp. Cái thùng xốp chắc là dính vào cái nền cũng khá chắc nhỉ anh nhỉ? Như vậy là được rồi đấy ạ. Quá trời trời lan luôn. Hùng ơi Hùng, Dạ. buổi sáng xéo phì phát. Quá đẹp trai. Đi từ 2 giờ sáng ở Đồng Nai đấy các bạn. Lần đầu tiên anh Minh lên đây phải không anh Minh? Dạ, hai anh Minh luôn. Mình ra ngoài gốc vú sữa uống nước đã. Sao mà anh đi chậm thế? Sao? Đến lúc 5 giờ. Chủ chà. Có khách nữa hả? Bây giờ chắc là nhờ các anh cho Lan vào trong vườn giúp em với. Có đây, hôm nay là bạn Hùng từ Đồng Nai lên thăm vườn Lan của tôi thì mang Lan lên đây cho tôi. Gọi là một số chậu Lan vàng Tây Ninh với lại kiếm xanh Huế. Đồng thời hôm nay có đoàn của anh Minh ở dưới Phan Thiết. Xin chào anh. Cái này chắc nhờ Hùng quay giùm mình được không? Để mình tiếp khách cái nhá. Từ dưới Đồng Nai lên ấy. Đây là bạn Giang Thanh Hùng. Còn kia là anh ở Phan Thiết, là anh hai anh Minh, anh đều là Minh ở Phan Thiết. Dạ, dạ, đây không thể đổi con gà được. Cái này có luôn còn khó nghe nữa. Đây này. Từ từ, rồi anh đi tới đi. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Trong cốt này có lấy ra không? Dạ, lấy ra hết luôn anh ạ. Rồi ok anh. Một mẹ một con và hai thân đơn độc. Rồi anh lấy ở đây mẹ. Còn cái này em câu lại ha. Đó, nó cứ quay đó, anh cứ quay dần dần dần. Dâu rồng đúng không? Rồi dâu rồng đúng không? Đấy, bông nào? Ủa, chỗ này sao trồng có rau có đồi bên đây nữa nè. Đây. Sân Huế, có hoa luôn. Đây là mớ vàng Tây Ninh. Hiện tại là 1, 2, 3. Rồi, Hiếu bỏ vô đây giùm anh. Đây là mấy đầu? 2 4 6 7. 2 4 6. 6 đầu nữa là 9 đầu. 9 đầu đây, 2 đầu nữa. Đây, 2 đầu đây em.
là 11. Nó bao nhiêu nữa em? Đây 4 đầu nữa. Là 15. Để đứng lên em ạ. Nó bao nhiêu đầu nữa em? 2. Cái đứng cái mầm này không? Không, mầm không tính. 1, 3. 2, 3, 4, 5. Rồi 5 đầu là 10, 15 với 5 là 20. Rồi em bỏ đứng vô cho mày. Và đây là chậu xanh Huế. Tổng chậu này có 5 thân với một cái chậu này. Và tại tổng chậu xanh Huế này là có 6 đầu. Và hiện tại là đang có bông luôn nha cả nhà. Đây là tổng lô của em giao cho thầy Nguyễn Ngọc Hà. Hai chậu xanh Huế và 20 thân vàng Tây Ninh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022. Cứ đi đi, đây. Xanh Huế của Hùng nhá, tôi ghi này, xanh Huế mùng 9 tháng 12 2021 này, Hùng Hằng 1234 này. Là từ một cây nhá, từ một cây lúc mà Hùng lấy á. Bây giờ tôi tách ra được 4 chậu đó. Ngon chưa? Rồi Hùng đi ra này đi Hùng. Đi được. Bơi ra này. Bay ra đây. Lật cánh đánh đầu vào đây. Sao vướng được? Đi 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 được, tôi căn rồi. Đấy. Đó. Ừ. Thế mới gọi là phát phè Furious chứ. Hùng bảo là Hùng còn bao nhiêu chậu ở trên chỗ nhà tớ? Em như là có Huế và vị hoàng thôi. À. Dạ. Mấy chậu vị? Chậu vị thì đợt đó em mua như một chậu sao cũng. Đây. Đây nha. Dạ. Một chậu nha. Này. Tớ ghi chữ Hùng Hằng này. Vâng. Đấy, cắm đây nha. Dạ. Có nụ này. Có nụ xanh này. Hùng Hằng kia nữa kìa. Tớ tách cái chậu đó ra được một cây, tớ trồng dưới kia kìa. Thấy không? Thấy chữ Hùng Hằng không? 21 tháng 10 2021 kìa. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi, còn một chậu này nữa này. Đây. Siêu to khổng lồ luôn. Dạ. Nè. Đây. Thấy chưa? Đấy, bây giờ tớ bùng một phát là tớ có được 20 triệu mẹ rồi. Đúng không? Có này. Cái gì đó không thầy nhỉ? Có tiêu à? Đó, hai chậu vị hoàng với lại một chậu xanh Huế là hết rồi. Dạ. Ừ. Đi. Cây của anh Minh ngoài này. Hôm trước là em lấy chỗ anh Minh là 2, 4, 6, 8, 9, 10 cây này anh Minh. Đây. Bữa nay em tách ra từng cây một trồng thành từng chậu riêng này. Lưỡi hồng hả? Đúng rồi, vàng lưỡi hồng. Làm được 3 cái clip luôn. Còn đằng này nữa này. Đằng này có 2 cây này. Cây này là cây gì? Cây hoàng nhạn, à, hồng nhạn đấy ạ. Dạ. Cái này bao nhiêu ta? Cái chậu đấy là 400 anh ơi. Anh Minh này, cây của anh này. Ờ. Đó, thấy chưa? Rễ to hả? Ngon chứ. Đấy. Lá nó sẽ ngắn lại và bản lá nó rộng ra và lá nó cứng lên. Là do mình cho nó ăn nắng ấy. Ừ. Vậy thôi. Tổng như vậy là 400 nghìn hả? Vâng. Vâng, rồi anh cứ chụp xong anh gửi vào Zalo giùm em nhé. À, không cần kết bạn đâu anh ơi, anh cứ nhắn tin vào cho em là được ạ. Nhắn được anh, không cần kết bạn vẫn nhắn được. Đây anh. Anh cho vào trong. Đó, rồi, để này xuống dưới đi. Đấy. Sợ nó đổ xuống cây này ý chứ. Dạ. À, thấy nó báo không này. Là không nhận được tin nhắn người lạ. Ơ? Chưa kết bạn. Ồ thế à? Chết, để em chỉnh lại. Ừ. Vâng. Đây là không tưới vô. Rồi, à. Cái đấy là không không bán nhá Hùng nhá. Dạ. Giao lưu nhá. Em cũng chú tâm nhiều lắm thầy ạ. Ừ rồi. Cơm đi rồi tính thầy ạ. Rồi coi như cái hôm trước là Hùng nói là cái gì đấy? Cái gì mới sổ đấy? Đoàn viên. Ờ đoàn viên đó. Em vẫn làm thầy ạ. Rồi ok, cứ để đấy đi. Dạ.
Được, ôi để đây vô tư rồi. Vâng, sao không? Đấy, chảy đi. Anh bật máy lạnh đi chứ nóng thế tí ngồi chảy hết mồ hôi. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn của tôi. Tôi lại vừa mới ra GNT để tôi lấy cái thùng này về. Bây giờ tôi sẽ khui để mời các bạn chiêm ngưỡng. Cái thùng này được chèn nhiều thứ lắm các bạn, kỹ lắm. Nó tóm lại là mình lắc qua lắc lại thì cái lá ở bên trong nó sẽ không bị đập vào trong thùng thành thùng và không đập vào nhau. Tôi đã lôi ra khỏi chậu rồi các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ hết những cái này đi rồi mang ra ngoài giàn và chăm sóc như bình thường thôi. Sau khi tôi bỏ hết ra thì cái chậu nó như vậy. Không nên tưới vội nha các bạn ơi. Bây giờ mà tưới thì có thể là nó sẽ thối đấy. Nguyên tắc là khi mới lấy lan ra khỏi thùng thì để 1-2 ngày cho nó khô ráo. Và những cái vết mà nó có thể là bị dập hoặc là bị xước nó sẽ khô đi. Hôm nay sau 2 ngày để ở đây tôi mới có cái thời gian để tôi gỡ ra. Thì hôm nay tôi sẽ triển khai để làm cái này. Tôi sẽ quay một cái clip khác chuyên về kỹ thuật, chứ không có giao lưu như cái đoạn clip này nữa. Thì quý vị và các bạn hãy tiếp tục đón xem nhé. Những cái clip chuyên về kỹ thuật thì nó sẽ khác những cái clip mà giao lưu, chia sẻ, ăn nhậu hay là vui chơi, giải trí, rồi review ở các vườn. Nó sẽ nghiêm túc hơn và nó sẽ tập trung vào kỹ thuật, vào chuyên môn. Mỗi một cái clip thì nó đều có một cái góc nhìn khác nhau về lan. Thì hôm nay thì cũng có một số cây đang nở, tôi cũng mời các bạn ngắm luôn. Đây là cái cây vị hoàng. Rõ ràng là hoa khá là tối màu. Và cái khuôn bông thì cũng kém duyên đúng không các bạn? Bên này cũng là một chậu vị hoàng khác. Hoa sáng màu hơn rất nhiều. Và cái khuôn bông thì nó căng hơn, bay hơn. Nhìn phê hơn. Đó. Đây là chứng tỏ được cái thể hiện cái sự biến thiên của lan kiếm. Lan kiếm thì nói chung á, nó là rất nhiều sự biến thiên. Nhiều lắm. Tất cả các giống lan đều có sự biến thiên. Lan kiếm thì nó còn biến thiên cả lá, cả giả hành, cả cần hoa, vòi hoa, khuôn hoa, màu hoa. Nhiều lắm các bạn. Cho nên là mình mua lan thì phải, thường thì tôi sẽ phải mua những cái cây lan có hoa chính chậu, hoa trên chậu, tôi mới đảm bảo dám mua và yên tâm để mua. Hoặc là nó đã có hoa ở trên chậu và người ta đã quay lại cái clip về hoa rồi. Đây, ví dụ như đây, cây vàng Tây Ninh này. Cây vàng Tây Ninh này hôm nay có hoa này. Tách âm nó ra hoa đấy các bạn. Thì như vậy là hoàn toàn là yên tâm. Đó. Còn nhiều lắm, mùa này tuy là mùa lạnh nhưng mà lại rất nhiều hoa nhá. Hay là đây, cây chậu xanh Huế này hôm trước có hoa là quay lại rồi này. Có cần hoa đây, mới tàn này. Còn như chậu này thì hoa đang ở trên chậu. Hoa đang ở trên chậu như vậy thì đâu có gì là phải lo lắng hay chăn trở nữa đâu, đúng không các bạn? Hoàn toàn là yên tâm. Yên tâm tuyệt đối luôn, yên tâm 100% luôn. Đấy. Bữa nữa thì có thể là nó sẽ, hoa nó sẽ biến thiên một chút, nó sẽ khác về cái khuôn hoa. Nhưng về cơ bản thì mình đã chắc chắn khẳng định nó là cây xanh Huế rồi, thì hoàn toàn là vô tư rồi. Đó, ở đằng kia cũng có một số cây cũng đang có nụ kìa, cây xanh Huế của tôi đó. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ và hạnh phúc.